trong đấy các bạn. Cái Kindle nó đã lên một cái ụ lên này. Lên một cái mắt lên này. Mình nghĩ là có thể cắt ra để chân giống được luôn đó các bạn. Nó khỏe rồi. Khỏe rồi. Wow, hình như nó bám rễ vô trong cái chuỗi luôn. Đây các bạn, nó bám rễ vô chiếc đũa luôn. Mình nhổ lên nhìn đứt cái rễ nó. Mình được anh Succulent tặng cho mình một cây đây. Mình để ở cái vàng này đi các bạn. Mà hôm bữa nắng quá cho nên mình đã lấy cái lưới mình che nè. Hôm nay bớt nắng nè, mình bỏ nó xuống. Sen hàng của mình ở đây. Và cây rainbow. Cây rainbow các bạn thấy không, nó bị đứt ngang. Cây rainbow thì mình không có phơi nắng. Mình để đây phía sau. Các bạn có thể thấy là nó mọc con lên đó. Hai con. Cái cây mà bị gãy nè, mọc con lên rồi. Mà mình khui ra nó gãy ngang. Còn em neo rất rồi đi. Hôm nay em bị nhạt màu bớt à. Tại vì bây giờ ấm hơn á các bạn. Là những cây này nó sẽ bớt màu. Nó cứng rồi rất là khỏe luôn. Mình mỗi đợt mình trồng xong rồi mình cũng đi để tùm lum hết các bạn ơi. Không có để chung với nhau. Khu sen hàng của mình đây quá xa. Quá xa cưng luôn. Em đi top ở đây. Em đi top hôm nay đã bắt đầu thay lá rồi. Và có em rainbow mình lại để ở đây. Mấy em mỗi cây mỗi nơi. Hôm rồi bị mưa đá rất tê tua luôn các bạn. Hôm rồi cái lá nó một bên nó bị hư các bạn. Bên này đã lên lại lá rồi. Nhìn cũng không có biết được nè. Mình để lại những cái cây mà nó không có được đẹp, mình chăm sóc trở lại. Nhưng hôm rồi bị mưa đá, tội nghiệp chứ chưa. Em này sao thấy chưa có khỏe vậy? Chưa có khỏe. Chắc là chưa ra rễ tốt. Mình nhân giống đi các bạn, nhưng mà nó hư hết trơn, đừng còn có được 4 lá thôi. Đây 3 lá và đây 1 lá. 1 lá không có con. Rồi mình bỏ những cái lá khác vô mình nhân giống. Mấy lá khác rainbow cũng không có dễ nhân giống bằng lá luôn đâu các bạn. Nó rất là chậm, cũng khó nữa. Mình mới tưới nước và mình thường là bật đèn ban đêm, ban ngày cho các em ngủ. Bye bye các bạn, đi cho các em ngủ nha.